Không chỉ sẻ chia khó khăn, câu lạc bộ Trái Tim Yêu Thương cùng Hội Đông Y quận Bình Tân còn tổ chức khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho bà con nghèo nơi đây bằng phương pháp bấm huyệt và dùng súng xung điện. Với đôi bàn tay kỳ diệu, Lương Y La Tân luôn nêu cao tinh thần, lương y như từ mẫu, và luôn chữa bệnh bằng cái tâm và cái tầm của người thầy thuốc. Anh đã cứu sống hàng ngàn người trên khắp cả nước thoát khỏi cảnh đau đớn bại liệt do chứng bệnh đau xương khớp và diêm xoang mang lại. Ngoài ra, Lương Y La Tân còn chữa được cả thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cuộc sống, hở van tim, bú, đau bao tử. Trong số ấy, không ít người đã có ý định mổ thoát vị đĩa đệm. Thậm chí có người đi mổ về xong bị biến chứng. Nhưng nhờ phương pháp chữa bệnh Đông Tây Y kết hợp cùng phương pháp gia truyền của Lương Y La Tân mà nhiều người đã thoát khỏi cảnh đau đớn bại liệt. Ngoài ra, Lương Y La Tân còn phát tâm bồ đề khám chữa bệnh miễn phí hàng tháng tại khóa tu một ngày an lạc ở tu viện Tường Dân, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tu viện Linh Thú Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Noi theo hạnh nguyện từ bi cứu khổ ban vui của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Lương Y La Tân phát tâm mỗi năm tổ chức 3 chuyến Phật sự khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho bà con nghèo ở các vùng sâu vùng xa. Tấm lòng của anh thật đáng trân quý biết bao. Đời thầy thuốc nguyện thề tim hứa, cứu bệnh nhân chan chứa lòng thành. Chỉ mong như áng mây xanh, mọi người sức khỏe, an lành, niềm vui.